Mực nước biển trên toàn cầu đang dâng nhanh gấp đôi so với thập niên 1993-2002, cảnh báo được Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra hôm qua. Cụ thể, trong thập niên từ năm 2013 đến năm 2022, mực nước biển trung bình toàn cầu dâng thêm 4,62mm một năm, tăng gấp đôi so với thập niên từ năm 1993 đến năm 2002, chủ yếu do sông băng tan chảy và nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục. Như vậy, kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, mực nước biển trung bình toàn cầu đã dâng tổng cộng hơn 10cm. Mực nước biển dâng cao đe dọa một số thành phố ven biển và sự tồn tại của các quốc gia nằm ở vùng trũng thấp như đảo Tuvalu. Báo cáo cũng cho thấy băng ở Nam Cực đã tan chảy và giảm xuống mức thấp kỷ lục vào giữa năm ngoái. Các đại dương cũng chứng kiến nền nhiệt cao nhất từng ghi nhận, với khoảng 58% bề mặt đại dương trải qua một đợt sóng nhiệt. Trung tâm Địa chấn châu Âu Địa Trung Hải thông báo một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Kepulauan Batu của Indonesia ở Ấn Độ Dương vào rạng sáng nay. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 43 km. Trước đó, vào chiều qua, cũng đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,4 ở ngoài khơi tỉnh Đông Nam Sulawesi của Indonesia. Còn tại thủ đô Kathmandu và một số thành phố lớn của Nepal, người dân đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là do những đám cháy rừng đang xảy ra trên khắp cả nước. Chỉ riêng trong ngày hôm qua đã ghi nhận 379 vụ cháy rừng tại 17 địa phương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ số chất lượng không khí ở thủ đô Kathmandu được ghi nhận là 192, cao gấp 4 lần so với mức nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Trước tình hình này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người già, trẻ em và người bệnh phải hết sức thận trọng.